Xin chào tất cả các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio. Lâu lâu không làm cái video về loa trầm, hôm nay em lại cập nhật một cái video mới. Các cái loa trầm thì sau cái đợt nghỉ Tết này thì nó về rất là nhiều các bạn. Đợt vừa rồi nghỉ Tết thì Trung Quốc nó nghỉ Tết không làm việc và chưa có hàng. Thì đợt này thì hàng về khá là nhiều. Và em cũng lấy được độ 100 cục thì phải đi gửi mỗi nhà gửi một tí, nhà mình cũng chẳng có kho, chẳng có diện tích lắm, thành ra là cũng không có chỗ xếp. Thì các cái loa trầm JBL này hay là Bow đen này, Bow vàng này, BV kép thì có rất là nhiều các bác nhé. Đây là để một góc đây, đây mấy cái này là dán bằng dính sẵn rồi, chiều nay là gửi đi luôn, chiều nay gửi đi luôn. Còn mấy cái chưa dán bằng dính này thì sáng mai lại gửi tiếp. Thì cái này thì các bác mà có nhu cầu mua hàng ấy thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với em nhé, trực tiếp với em qua hai cái số điện thoại, nếu mà máy nào bận thì gọi sang máy khác, có hai số, số này bận thì gọi sang số kia. Và do là hàng rất là nặng ấy nên là các bác cũng lưu ý giúp cho là khi chắc chắn mua thì hãy đặt hàng, còn chưa chắc chắn mua thì đừng đặt hàng, không thì khổ cho em thôi. Tại vì nhiều bác rất là vui tính, đặt hàng xong rồi bưu điện người ta giao đến nhà lại bảo là thôi không thích nữa, không mua nữa đấy, rất là vui tính. Thế là em lại bị chịu hai lần tiền cước, một lần cước đi với một lần cước về. Mà cái loa trầm này thì nào nó có nhẹ đâu, nó nặng 22 cân, giờ đi mất độ 150-200, giờ về cũng 150-200, tùy độ xa độ gần. Thế là mỗi lần hàng hoàn về là em đã mất khoảng 300-400 ngàn đồng rồi. Đấy nên là mong các bác hiểu dùm cho em, là thiện chí mua thì hắn lấy thì hắn đặt hàng, còn phân vân thì tốt nhất là tôi phải suy nghĩ cho nó kỹ, tránh tình trạng là gửi đi gửi về rồi bị vỡ hàng. Cái hàng gửi đi thì nó còn được tử tế, chứ còn cái hàng mà hoàn về thì bưu điện người ta ném lên ném xuống, về nhiều cái về vỡ hết góc các bạn, các cái góc này nó quăng quẩn vỡ hết góc luôn, thành ra là về chả bán được, phải thanh lý rẻ, lại phải tháo bát tháo mạch ra để lại bán rẻ cho thợ. Chứ còn thùng thì vỡ thùng, nhiều cái về vỡ thùng chả được cái việc gì được. Nên ở đấy thì mong các bác là hết sức chú ý, thiện chí mua thì hãy đặt hàng. Rồi thôi, em xin kính chúc các bác nghe nhạc vui vẻ nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Rồi xin chào các bác.